Xin chào mọi người, mình là Hoàng Việt Anh, CFA, CMT. Thì hiện tại mình đang là giám đốc đầu tư tại công ty cổ phần chứng khoán Phai Chi. Thì mình đã có 12 năm kinh nghiệm ở trên ngành tài chính ngân hàng. Trước đây thì mình có thời gian làm việc tại một ngân hàng và làm đến những cái mảng bao gồm là đầu tư, ngoại hối, trái phiếu, phái sinh, và hiện tại thì mình đang quản lý một cái danh mục đầu tư của công ty chứng khoán. Trước khi mà mình tham gia CFA ấy, thì mình cũng có khoảng 5-7 năm làm việc trong ngành. Tuy nhiên thì từ khi mình học CFA xong ấy, nó giúp cho mình khá là nhiều. Thứ nhất là cái network những người bạn học cùng của mình, tức là những người họ cũng đều làm trong cùng ngành với mình, và giúp cho công việc của mình khá là nhiều. Xong rồi sau khi mình trở thành charter holder thì mình cũng hay tham gia những cái event của CFA, và trong những event này thì mình gặp được khá là nhiều đối tác để giúp cho mình trong công việc của mình, kể cả cái việc mà thực tế là mình chuyển việc. Trước đây mình làm trong ngành tài chính ngân hàng, xong rồi sau đây mình chuyển sang ngành lĩnh vực chứng khoán. Thì thực ra mình đã thích làm ngành chứng khoán khá là lâu rồi. Tuy nhiên này có thể là một phần đến từ cái việc là từ khi mình chuyển sang cái CFA là mình cũng tham gia vào mảng dạy học và làm video nhiều hơn ý, thì cũng nhiều người biết đến mình hơn, và tự nhiên mình cũng có cơ hội để mình phát triển sang những cái mảng khác mà trước đây mình đã có mong muốn thử. Như chắc có mọi người đã biết ấy, thì CFA có 3 level. Thì level 1 của CFA là về những kiến thức tổng quan về tài chính. Level 2 của CFA thì đi sâu vào chuyên môn và phân tích, tức là nó mang cái tính là đào tạo những bạn có khả năng làm analyst, có thể đưa ra những cái valuation của các cái loại tài sản khác nhau trên thị trường. Và level 3 thì nó đi nặng về cái mảng mà gọi là quản lý danh mục. Thì như mình thấy là những cái kiến thức của CFA là những kiến thức trọng, gọi là mang tính là tổng quan và tương đối chuẩn, thì cái tính ứng dụng của nó khá cao về cái mảng chứng khoán và cái mảng quản lý quỹ ở Việt Nam. Còn trong cái mảng ngân hàng cũng có những cái mảng ứng dụng nhất định. Và chưa kể là CFA họ sử dụng rất là nhiều kênh tài sản khác nhau, thì có một số cái công cụ là theo chuẩn thế giới mà có thể hiện tại Việt Nam cũng chưa được phổ cập nhiều, nhưng mà trong những năm gần đây chúng ta ở Việt Nam thường xuyên có những cái đúc tiền mới, những cái gọi là financial innovation mới, có nhiều tiềm năng để sau này các sản phẩm của CFA mà chúng ta được học ở CFA ấy có tính ứng dụng cao hơn trong thực tế. Mình nghĩ là cái cơ hội nghề nghiệp của những bạn mà có chứng chỉ CFA cũng khá là tốt, thì mình có thể tùy từng ngành một. Chẳng hạn như là trong lĩnh vực ngân hàng thì những cái mảng liên quan đến đầu tư nguồn vốn treasury của bank thì sẽ có thể có lợi thế. Còn trong mảng chứng khoán thì có rất là nhiều những ứng dụng của CFA luôn, từ những mảng phân tích này, đầu tư tự doanh, cho đến những mảng quản lý quỹ, và kể những cái bạn mà broker tư vấn cho khách hàng cá nhân, hay là những cái bạn mà làm cái mảng private wealth gần đây cũng đang rất là phát triển ấy, thì cũng đều rất là cái tính ứng dụng của CFA khá là cao. Bản thân thì mình cũng đi tuyển dụng, thì khi mà mình nhận được những cái CV tuyển dụng ấy, mình chia sẻ những quan điểm của người tuyển dụng luôn, nên là mình đọc có rất là nhiều CV. Thì trong những cái CV mình nhận được thì cái CV nào mà chẳng hạn có CV là đã pass level 1, level 2, level 3, thì ít nhất là mình biết được là những bạn đấy có những kiến thức như thế nào ở trong đầu, thì nó cũng dễ dàng cho cái nhà tuyển dụng để họ có thể đánh giá được cái ứng viên hơn. Thế là chưa kể là chẳng hạn nếu mà trong một cái dàn CV này mình nhận rất là nhiều CV, thì có khi là trong một dàn CV đấy thì có vài bạn là, tức là như là cái lượng mà các bạn mà tham gia học CFA rất là nhiều, tức là chỉ có vài bạn mà gần như là background trơn và thuần mặc đại học không ấy, thì sẽ khó cạnh tranh hơn với những bạn mà có những kiến thức ở bên ngoài hơn. Theo quan điểm của mình thì mình thấy CFA cũng không phải là quá khó. Dĩ nhiên là câu chuyện là phải nói đến là ở cái level nào. Bởi vì nếu mà đem so về thế giới ấy, thì mình chia sẻ này thôi. Và cách đây khoảng hơn 10 năm, 11, 12 năm, 12 năm trước, lúc mà mình học xong Master ở UK, thì ở bên Anh thì người ta đánh giá CFA rất là cao. Và có rất nhiều bạn mà đã, cái này các bạn trẻ Việt Nam nghe có thể thấy hơi lạ, nhưng mà có rất nhiều bạn mà học xong Master rồi mà thi CFA level 1 còn chưa lên được xuống. Mà rõ ràng là những bạn đấy là những bạn học ở Anh, tức là cái base tiếng Anh của các bạn đấy cũng tốt, và base kiến thức của bạn đấy tốt, thì có thể nói là ở nước ngoài CFA được đánh giá rất là cao, không hề dễ. Tuy nhiên thì sau khi mình về Việt Nam mình thấy rất bất ngờ, thì có rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam có khi là chỉ sinh viên mới ra trường luôn đã có thậm chí là level 2. Tuy nhiên là mình thấy là level 1, level 2 là khá là nhiều, ở Việt Nam có level 3 thì số lượng sẽ hạn chế hơn một chút đấy. Nhưng mà mình thấy là dân Việt Nam có rất là nhiều lợi thế để học CFA, tức là có thể là cái nền tảng toán tốt này, chăm chỉ này, đồng thời là tiếng Anh cũng tương đối tốt này, và ở Việt Nam cũng có rất là nhiều khóa học mà gọi là training để giúp cho các bạn luyện thi CFA ấy, thì cũng giúp cho năng lực của các bạn để khá hơn thay
thay vì cái việc là cày cày thuần một mình, bạn sẽ tự học như ở nước ngoài. Thực ra thì mình thấy là có vài lời khuyên. Thì một cái là mình thấy là cái cộng đồng CFA ở Việt Nam khá là mạnh và có rất là được build từ những thế hệ đầu tiên ấy, thì cũng khoảng tầm mấy năm rồi. Và khi tham gia vào cộng đồng thì mình thấy có rất là nhiều đối tác, tức là mình tìm được rất là nhiều quan hệ và đối tác trong cộng đồng, tức là từ những người bạn trong nghiệp vụ CFA này hay là những người mà tham gia học của mình, tức là nó giúp ta mở rộng network. Còn cái thứ hai là ở trong công việc thì tùy theo từng ngành, cái độ cần thiết sẽ khác nhau. Trong ngành tài chính thì mình thấy nhấn mạnh vào là mảng chứng khoán và mảng đầu tư ngân hàng và các công ty quản lý quỹ là có thể sẽ rất là ưu tiên những bạn mà có như vậy. Anh thì có dạy mấy môn ethics này, fee income, economic và derivative. Thì mình có cái quan điểm như này. Thứ nhất là giảng viên nó không phải là sẽ chỉ có ngồi đọc slide cho học viên. Thế thì mình sẽ thường là mình sẽ muốn ép thêm một số cái bonus cho các bạn đấy. Thì cái quan trọng nhất là cái thứ là mình sẽ muốn chia sẻ những cái thực tế. Tức là nếu mà dạy đến những cái gì là mình thấy có thể link sang được cái thực tế ở thị trường Việt Nam hay là thị trường quốc tế, thì mình sẽ chia sẻ những câu chuyện thực tế ở trên thị trường và những cái ứng dụng thực tế trên thị trường. Cái thứ hai là nó liên quan đến kỳ thi, vì cũng có nhiều bạn học và đề thi thì học đến đâu là mình cũng muốn chia sẻ luôn là ok cái phần này này có thể là tôi nghĩ là trọng tâm kỳ thi này, còn phần này tôi nghĩ là kỳ thi nó sẽ không trọng tâm lắm này. Tuy nhiên nó chỉ là quan điểm cá nhân từ kinh nghiệm của mình thôi, nhưng mà mình chia sẻ thế cũng hỗ trợ cho các bạn đấy làm bài thi nó dễ hơn. Và trong 4-5 năm qua thì một trong cái mình thấy vui nhất là mình đã có được tầm hơn mạng lưới học viên rất là rộng, khoảng hơn mình nghĩ tính hơn đến cả 1.000 bạn ấy. Thì hầu như ở các công ty, các cái tổ chức khác nhau ở trong nước thì mình đều có những bạn học viên của mình, thì mình thấy rất là vui, tức là mình sẽ có một cái mạng lưới rộng và có thể connect với các bạn đấy trao đổi về công việc, về những cái cơ hội hợp tác làm việc, vân vân. Thì mình sẽ muốn mời tất cả các bạn trong lớp đứng dậy giới thiệu xem là các bạn làm ở công ty nào, làm trong ngành gì, định hướng như thế nào. Nhiều khi bản thân cái việc giới thiệu thế cũng có thể giúp cho các bạn trong lớp có thể comment với nhau và có những cơ hội với nhau luôn. Đấy, thì mình thấy mang cái tính đánh mình là một người rất quan trọng cái việc là connect giữa mọi người với nhau. Rất hy vọng là sẽ được đồng hành cùng với các bạn để trong chặng đường chinh phục CFA trong tương lai.